Trường hợp của mình thì mình nói thực với các bạn là từ trước đến giờ là mình cũng là cái dạng là cũng là tương đối khỏe, vì mình cũng hay thể dục thể thao này khác, cho nên là khi mà hơn 70 năm mình ít khi phải đi bệnh viện. Thế nhưng mà khi có hiện tượng thì mình có đi khám thì bệnh viện nó phát hiện và đã nghi là mình bị cai trực tràng. Thế thì sau đó thì có chụp CT và sinh thiết thì đúng là bị cai trực tràng. Khi đấy thì mình đã 72 tuổi, cũng là một bệnh nhân cao tuổi rồi. Nhưng mà mình thì được cái may mắn là mình có một anh bạn, anh là bác sĩ đông y nhưng anh ấy học ở đại học y, cho nên anh ấy đã khuyên mình là chị phải đi cắt ngay cái u, nếu mà chị để lâu thì cái u nó to lên, nó sẽ nó tắc ruột. Và thứ hai nữa là chữa ung thư là phải chữa càng sớm càng tốt, bởi vì là nó là chạy đua với thời gian và phải đúng với thời gian vàng. Thì mình thì được cái là rất hay nghe bác sĩ, cho nên khi mà bác sĩ khuyên như vậy thì mình đi ngay. 15 tháng 5 mình khám thì mình đi ngay, mang hết các xét nghiệm và khám một tuổi các phim lên cái chỗ điều trị đấy, thì 30 tháng 5 là mình đã được lên bàn mổ rồi. Thế nhờ thế thì sau đấy thì mình hóa trị 12 chu kỳ, thì là mình này có cái sức khỏe tốt, cho nên là mình cũng không bị tác dụng phụ gì cả, không bị nôn, không bị da, cho nên là chỉ sau đúng chưa đến 1 năm thì mình đã được xuất viện rồi. Thế còn thì sau khi mà điều trị thì cũng là nghe bác sĩ thôi, qua các cái tài liệu của trang y học cộng đồng ấy, đã khuyên bệnh nhân ung thư sau khi điều trị là phải ăn uống như thế nào, cân đối, cân bằng, không kiêng khem. Và một cái điều quan trọng mà cho đến giờ phút này mình nghĩ rằng cái vấn đề tập luyện kể cả với người cao tuổi trong sau khi điều trị ung thư là hết sức quan trọng. Bởi vì là vì có tập luyện thì nó sẽ làm cho sức khỏe toàn thân của mình sẽ khỏe, hệ thống tim mạch, rồi là mình sẽ tránh được một số các cái bệnh truyền nhiễm này khác. Cho nên là nhờ mình vẫn vẫn tâm niệm là cái quan trọng với bệnh nhân ung thư sau khi điều trị là vấn đề tập luyện rất quan trọng. Hầu hết các bạn bệnh nhân ung thư bây giờ vẫn cứ hay chia sẻ, cũng hỏi mình kinh nghiệm, thì mình cũng cứ nói là sau khi điều trị thì việc ăn uống dinh dưỡng và tập luyện là quan trọng nhất. Một phần nữa là vấn đề mình nghĩ là tinh thần của bệnh nhân ung thư sau khi điều trị cũng là một vấn đề quan trọng. Vì hầu hết bệnh nhân ung thư kể cả người cao tuổi hay người trẻ tuổi thì thường là hay hay có những cái bi quan là mình liệu mình có tái phát không, liệu mình có bị di căn không. Mình thấy các bệnh nhân ung thư hay hỏi bác sĩ là liệu tôi có tái phát không, liệu tôi sống đến bao giờ. Thì với mình, các bạn hỏi mình thì mình nghĩ rằng là hay là bởi vì mình cao tuổi rồi, nhưng mà mình nghĩ rằng không 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 quan tâm nhiều đến vấn đề đấy và giữ cho mình là cái tinh thần lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan để mà sống vui vẻ cùng con cháu. Thì mình nghĩ cái đấy cũng là một cái yếu tố để giúp cho bệnh nhân ung thư sau khi điều trị là nó khỏe. Và hơn nữa là anh bạn bác sĩ cũng khuyên là không nên để stress, tức là không để căng thẳng, vì nếu mà căng thẳng thì là cũng sẽ sinh ra nhiều vấn đề. Cho nên đối với bệnh nhân ung thư mình nghĩ là vấn đề đấy cũng rất là quan trọng. Dạ vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của cô Hà. Thì như vậy là con có thể thấy là cô cũng đã có rất nhiều những thuận lợi khi vừa là một bệnh nhân ung thư thông thái này, vừa được gia đình và nhất là ông xã của cô chuẩn bị kỷ niệm mấy năm mười mấy năm luôn đúng không cô? Thì Chuẩn bị rồi, dạ mùng vâng, 1 tháng 2, mùng tháng hai là dạ, 54 năm ạ. dạ vâng, thì đó là cái sự hậu thuẫn vô cùng tuyệt vời ạ. Thì đồng thời là cô lại vừa là người mà có sức khỏe. Khỏe mạnh về gan, về thận, về phổi nó sẽ vô cùng ổn định trước khi mà cô điều trị. Thì thực sự là quả thật không có bệnh nhân không có nhiều bệnh nhân có cái được cái thuận lợi giống như cô. Nhưng có một điều con hoàn toàn đồng ý với cô á, là cái sự vui vẻ, cái tinh thần lạc quan của chính bản thân cô, con nghĩ là cũng là một góp phần rất lớn trong cái hành trình mà cô có thể chung sống cũng như là vượt qua bệnh tật ạ. Thì thưa quý vị khán thính giả đang xem chương trình, thì nếu quý vị thấy lo lắng không biết sức khỏe của mình là có đủ điều kiện để điều trị hay không, thì hãy nhớ là cần phải hỏi thêm bác sĩ của mình và tìm hiểu cách hợp tác với bác sĩ để mà mình cùng đánh giá để đưa ra một cái phương án phù hợp. Thì ngoài ra thì cô Hà ấy, con biết là những người lớn tuổi á thì có những cái suy nghĩ này, những cái quan niệm khác với người trẻ về rất nhiều thứ như là về mục tiêu cuộc sống này,
Rồi có rất nhiều cái ảnh hưởng giữa người lớn tuổi và người nhỏ tuổi, và nó sẽ ảnh hưởng đến quyết định đến cái việc là kế hoạch điều trị á. Thì không biết cô Hà có thể chia sẻ thêm một chút xíu về cái góc nhìn của mình, hoặc nêu thêm một câu chuyện của từ chính bản thân của cô để mà có thể thêm được những cái quan điểm, cái góc nhìn của những bạn bè xung quanh cô được không ạ? Vâng. Mình là một bệnh nhân thì cao tuổi, nên là khi mà mình đi điều trị thì mình cũng rất là hay tương tác với các bạn bệnh nhân cũng là cao tuổi thôi, bởi vì là dễ tâm sự mà. Cho nên là về mặt bệnh nhân ung thư mà cao tuổi thì mình thấy có một cái tâm lý như thế này. Người bệnh nhân cao tuổi thì rất là mong muốn được gia đình chăm sóc, chiều chuộng, chăm sóc từ miếng cơm hàng bữa ăn. Mà có nói là hơi vui này, có những bà bệnh nhân ung thư cũng ngoài 70 khi mà bị tác dụng phụ là nôn ấy, mỗi lần bà nôn xong thì bà lại quay sang cậu con trai và bảo là con này con có sót mẹ không. Thế cho nên là rất là buồn cười, nhưng mà thấy là tâm lý của bệnh nhân ung thư. Cậu con trai bảo sót thì để trong lòng chứ, mà cứ mỗi một lần nôn xong thì lại hỏi con có sót mẹ không. Ngày hôm sau thì lại vui vẻ bình thường, nhưng mà những lúc như thế là mình hiểu là tâm lý bệnh nhân ung thư là rất là cần cái sự chăm sóc của gia đình. Thế rồi có những bệnh nhân ung thư thì muốn là con là chải đầu cho, rồi gội đầu nằm ra để bệnh con cái gội đầu cho. Đấy là các bệnh nhân cao tuổi đấy. Thế mà rồi là có những cặp vợ chồng mà già, chồng thì cũng 75, 78, thì vợ thì các cô nói là cũng thay rất nhiều người giúp việc, nhưng mà cuối cùng là chỉ có ông xã cũng gần 80 đi theo phục vụ bà là lại là được vừa ý nhất. Thế tức là về mặt tâm lý của bệnh nhân ung thư, tức là ý mà mình muốn nói là bệnh nhân ung thư là kể cả người cao tuổi nhưng mà rất là thích được con cái hay là gia đình người thân chăm sóc rất là tận tình. Cái điều đấy là mình nghĩ là quan trọng. Thế cho nên là từ những cái tâm lý như thế thì lại cũng có những bệnh nhân mà sau này khi mà mình đi điều trị rồi mình cứ nghĩ lại mình cũng vẫn rất là tâm phục khẩu phục những cái tấm gương của người cao tuổi. Ví dụ có một trường hợp mà 85 tuổi, trước khi mổ phải tiếp 3 mịch máu, rồi trước khi mổ phải uống 3 lít nước cùng với bột để vệ sinh đường ruột, nhưng mà hôm trước tắm xong thì bác lại khoác cái ga giường bác ngồi. Thế hôm sau, sáng hôm sau để chuẩn bị đi mổ lại tắm lần nữa thì bác lại khoác cái ga giường bác ngồi, không kêu ca phàn nàn, đợi đến lượt mình đi mổ. Cho nên mình thấy một người phụ nữ cao tuổi mà 85 tuổi rồi mà là như thế mình cũng rất là tâm phục. Thế còn có những bác thì khi đi chữa ung thư thì cũng có cả bệnh nền là tiểu đường chẳng hạn, thì mang thuốc gửi ở tủ lạnh của bệnh viện và hàng ngày là chọc vào bụng để tự mình tiêm thuốc tiểu đường tự điều trị, mà là rất là cao tuổi nhưng mà là rất là dũng cảm mà tự tự tiêm thuốc đấy, tự chọc vào bụng. Mình thấy rất là khâm phục ở cái đoạn đấy. Thế có bác thì chắc là mình đoán là đã bị di căn vào xương, đau lắm, đau mà người nhà cứ phải xoa lưng nhưng mà không kêu ca một câu nào, mà đầu thì cứ cắm xuống gối thôi. Mộ xin phép lỗi các bạn là mông thì chổng lên trời, đầu thì cắm xuống gối, đau lắm, người nhà phải xoa cho, nhưng không một lời kêu ca. Cho nên mình nhìn các cái bệnh nhân ung thư mà bệnh thì có thể nặng hơn mình nhưng mà mình rất là khâm phục. Hoặc là có một bác nữa thì quê ở Quảng Bình, thì cả 12 chu kỳ bác cũng không bị tác dụng phụ, bác chót lọt hết. Nhưng mà cái lần cuối cùng thì vì là tĩnh mạch rất là mờ không chọc được thì điều dưỡng phải chọc vào chân, thì bác ấy phải lò cò suốt mấy cái ngày mà đi truyền, như thế là truyền bằng chân và phải cò. Nhưng bác có nói rằng bây giờ tôi mà về thì tôi lại đi ủng, tôi lại lội ruộng, tôi lại làm lao động việc nhà và tôi ăn uống rất là đầy đủ, ví dụ như là gà của nhà, trứng gà của nhà, rau cỏ xung quanh nhà, cho nên là tôi vẫn khỏe và tôi chót lọt hết. Nên là mà xong rồi về lại lao động bình thường, lại cày cấy, lại ruộng nương các thứ, mà người thì nhỏ bé thôi. Thế rồi có những người thì lại rất là cô đơn, nhưng mà thí dụ như là hai vợ chồng thì ly dị, ngày mùng 2 tháng 9 đi điều dưỡng cùng với mình nằm thì cũng không có gia đình, cũng có ai cả, nhưng mà cứ ôm cái chậu ấy nôn suốt, xong rồi không ăn được nhưng mà mấy ngày trời không kêu ca, không phàn nàn. Tức là bên cạnh những cái khía cạnh tâm lý với bệnh nhân ung thư thì mình lại ghi nhận là trong cái thời gian đi điều trị là
có rất nhiều bệnh nhân ung thư có nhiều hoàn cảnh khác nhau nhưng mà đều tỏ ra là một cái rất là mạnh mẽ trong vấn đề điều trị, mặc dù là rất là cao tuổi, đều là gần 70 và trên 70 là những người mà mình hay tương tác đấy. Cho nên là mình đến giờ phút này mình vẫn nói bác sĩ Quý là tôi vẫn cảm phục một số cái tấm gương của người cao tuổi khi đi chữa bệnh rất nhiều. Mà những người trẻ tuổi thì nhiều khi cũng 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 không thể bằng đâu. Kể cả là sau khi điều trị rất mạnh mẽ và Bên bên Nhật này con cũng ghi nhận được cái điều đó, tức là những cái người cao tuổi mà họ đã trải qua những cái khó khăn về trước, ví dụ động đất sóng thần rồi chiến tranh này nọ, cái bản lĩnh của họ có vẻ là mạnh hơn và họ chịu khó tốt hơn là những người trẻ. dạ vâng, em cảm ơn sự chia sẻ của cô Hà. Câu chuyện của cô Hà chia sẻ rất là tích cực và cho con cảm, nãy giờ con cảm xúc lắm luôn ấy ạ. Rất là khâm phục cái tinh thần và cái sự kiên cường của các cô bác khi mà mình đang điều trị ở đấy. Thì không biết là một nhân viên y tế tại bệnh viện thì chị Thu Phương có cảm nhận được những cái câu chuyện tương tự như của cô Lũng Hà hay không ạ? Xin mời chị cùng chia sẻ thêm góc nhìn từ nhân viên y tế khi mà tham gia chăm sóc cho các bệnh nhân ung thư ạ. Xin cảm ơn chị Thùy Dương, cảm ơn cô Lũng Hà với chia sẻ của cô. Thế thì ở phía nhìn của một điều dưỡng, của một nhân viên y tế thì cho phép cháu cũng được chia sẻ thêm. Thực ra là bên cạnh những cái sự dũng cảm và nghị lực đấy của những người bệnh lớn tuổi ạ, thì cũng là một phần đấy chính là trong cái tâm lý của các bác có lo ngại rằng là mình là gánh nặng cho người thân và gia đình. Có những bác thì vì hoàn cảnh thì sẽ thì không có người thân ở bên cạnh để chăm sóc. Tuy nhiên thì có những bác thì kể cả là người thân có muốn đi cùng, các bác cũng rất là cản trở, tức là các bác không muốn là làm phiền đến con cháu, cho nên là các bác cứ cố gắng để bản thân mình có thể tự lo tự chăm sóc được cho mình ở mức tốt nhất có thể. Thế thì bên cạnh đó thì cháu cũng xin phép được qua chương trình cũng xin phép được nhắn gửi đến các bác lớn tuổi đang sống chung với ung thư rằng là ở vị trí là một người con, người cháu thì người trẻ tuổi thì cũng sẽ có những cái sự day dứt, cũng sẽ có những cái sự hối hận nếu như mà không thể bản thân mình không thể đem đến những cái điều tốt nhất cho người cha, người mẹ yêu quý của mình hoặc là những người thân trong gia đình, nhất là lúc phải đối mặt với cả bệnh như là những căn bệnh như là bệnh ung thư. Chính vì thế thì qua chương trình cũng muốn nhắn gửi các bác rằng là một phần là mình không muốn làm phiền đến con cháu, tuy nhiên một phần khác thì cũng hãy thấu hiểu con cháu rằng là rất muốn là có thêm thời gian, có thêm những cái cơ hội để được gắn bó và chia sẻ với mình. Anh xin bổ sung một ý nữa nhé. Ý của Phương rất hay rồi, nhưng mà mình tham gia một số cái hội hội thảo, nhất là bên chăm sóc giảm nhẹ đấy, thì mình nhận được một cái ý kiến của các chuyên gia, đó là ở Việt Nam mình có một cái văn hóa cũng đặc thù, đó là cái chữ hiếu, muốn làm tất cả mọi thứ cho bố mẹ, nhưng mà đôi khi mình lại quên mất cái người bố mẹ trước mặt mình ấy, xin lỗi, là một cái người đã 75 80 tuổi rồi, tức là họ đã có những cái vấn đề về sức khỏe rồi, chứ không phải là cái hình ảnh của chúng ta là bố mẹ hồi 30 tuổi 40 tuổi, họ không có còn sắc sảo, họ không có còn tự ra quyết định được nữa đó, cho nên là đôi khi con cái của chúng ta cũng cần phải nhìn lại cái sự thật là cái chiếc xe mà chúng ta đang ngồi lên đấy để di chuyển nó đã là 30 năm tuổi đời rồi, chứ nó không phải là chiếc xe mới nữa, cho nên là chúng ta cần phải giao tiếp với bệnh nhân và người thân, mình xin lỗi, và giao tiếp với bác sĩ để chúng ta biết được là trước mắt mình sẽ là một cái con đường như thế nào, và mình có liệu chúng ta có nên đưa cái xe đó lên cái quãng quãng đèo đó hay không, thì nó sẽ được thực tế hơn và mọi người sẽ rất là hài lòng với cái quyết định chung đấy. Bởi vì bên Nhật này nhiều khi mình cũng gặp những cái ca, tức là đã rất là khó khăn rồi, nhưng mà người nhà vẫn yêu cầu là phải làm hết cái này cái kia, làm hết sức cho tôi, và vô tình là lại gây hại thêm nhiều cho người bệnh nhân, làm cho người bệnh khổ hơn nữa. Dạ, chính xác ạ. Cũng em cũng có cái ý kiến chung với anh như vậy. Thì cũng có một số những cái trường hợp người bệnh ở khoa điều trị thì thấy rằng là con cháu là cực kỳ mong muốn thiết tha là có thể thể được điều trị
cho bố mẹ của mình, người thân của mình. Đúng là tuy nhiên là chúng ta cũng rất là cần cân nhắc cái ý kiến của chuyên gia, các bác sĩ và cũng cũng là cả ý kiến của người bệnh nữa, để trong quá trình tham gia ra quyết định thì cũng cần phải ý kiến của từ nhiều phía. Và đúng là cái thể lực cũng như là tình trạng sức khỏe của người bệnh là một yếu tố rất là quan trọng. Vâng. Theo kinh nghiệm của mình thì điều trị nhẹ nhẹ tay vừa phải thôi, thì đôi khi cho chúng ta lại lại lái được chiếc xe đó đi đường xa hơn và cao hơn, chứ cũng chưa chắc là chúng ta dòng dòng cả cái vọt một cái là nhiều khi là gặp tai nạn đấy ạ.